Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Bang Bang Gaming. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho anh em một dự án NFT game có tên là Acelan theo chủ đề game bắn súng theo góc nhìn thứ nhất và được lấy cảm hứng rất lớn từ dự án game huyền thoại CSGO. Trong vòng một tuần qua thì Acelan luôn đạt top 3 những dự án game có nhiều lượt tải xuống và chơi thử nhất ở trong không gian blockchain. Chính vì vậy, mình sẽ cùng anh em review và đánh giá về dự án này. Hiện tại, anh em có thể tải về và trải nghiệm thử tựa game này trên các thiết bị như Android, MacBook hay các thiết bị PC của mình. Dự án đang update và hỗ trợ chơi trên thiết bị iOS và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Cho nên, nếu anh em nào đang sử dụng iOS có thể tham khảo trải nghiệm trên PC cũng rất mượt và không hề bị lag nha. Đặc biệt hơn nữa, với tựa game này, anh em hoàn toàn có thể chơi miễn phí mà vẫn có thể kiếm được tiền. Tựa game này sẽ rất phù hợp với những anh em nào đam mê những thể loại game bắn súng như CSGO hay là đột kích hoặc là truy kích. Mình sẽ đánh giá review tựa game này dựa theo 5 tiêu chí cơ bản, bao gồm đánh giá về thể loại game, cấu hình, đồ họa trong game, thứ hai là gameplay và cơ chế thả thưởng trong game, và cuối cùng là đội ngũ và các đối tác của dự án. Đầu tiên là về thể loại game thì Acelan là một tựa game dạng bắn súng theo góc nhìn thứ nhất, được lấy cảm hứng từ tựa game CSGO do studio game Fabel phát hành. Những thể loại game dạng bắn súng như CSGO hay đột kích, Free Fire thường rất chuộng được người chơi, nên tiêu chí này đội ngũ của Fabel có vẻ như đang làm rất tốt đối với trò chơi của mình. Thứ hai, theo mình thấy về đồ họa trong game thì cũng như anh em thấy, đồ họa trong game được thiết kế theo mô hình 3D khá là bắt mắt. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của mình thì sau khi trải nghiệm thấy đồ họa tuy đẹp nhưng vẫn còn khá là đơn giản. Thứ ba là về gameplay. Nếu như anh em đã từng trải nghiệm qua những tựa game như đột kích, CSGO hay truy kích thì sẽ không quá xa lạ với thể loại game này. Điểm đặc biệt của Acelan là anh em có thể kiếm tiền ngay cả khi đang chơi game. Sẽ có hai chế độ chính trong game là chế độ đấu rank và chế độ đấu solo. Đối với mỗi ván đấu, mỗi khi anh em hạ gục được một kẻ địch, anh em sẽ được cộng thêm 20 điểm và được cộng 30 điểm nếu anh em hạ gục kẻ địch khi bắn trúng vào đầu, hay còn gọi là headshot đấy. Ngoài ra, đối với mỗi một game thắng, anh em cũng sẽ nhận được về 150 điểm thưởng. Và cứ mỗi 150 điểm thưởng trong game, anh em sẽ đổi được một token whale trong game. Và một whale hiện tại đang có giá khoảng 0.008 đô. Mặc dù mình chơi rất tệ và đã có test thử một ván game và nhận được một token do hạ gục được 8 mạng, mình thấy có những bạn hạ gục tới tận 50 mạng trong game thì đâu đó một ván, các bạn đó cũng đã kiếm được từ 7 tới 8 token whale. Và nếu như ván đó các bạn giành chiến thắng thì đâu đó mỗi ván chơi các bạn cũng sẽ kiếm được từ 7 cho đến 10 token whale hoặc hơn, và đâu đó khoảng tầm 0.08 đô một trận. Mặc dù ít nhưng theo mình thấy rất là phù hợp với những anh em cày chay, và quan trọng vẫn là mang lại niềm vui cho anh em khi chơi game. Tuy nhiên, ở phần gameplay theo mình thấy vẫn còn hơi ít chế độ chơi cũng như vật phẩm trong game. Mình có nhắn tin và hỏi trực tiếp bên dự án, họ có chia sẻ rằng họ sẽ cập nhật rất nhiều tính năng mới cũng như vật phẩm mới trong game trong những phiên bản update tiếp theo. Tiêu chí thứ tư là về đội ngũ làm game. Đội ngũ làm game của Acelan đến từ Fabel Studio, được thành lập từ năm 2021 và đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc phát hành game. Ngoài ra, trong đầu tháng 8 này, Fabel đã chính thức trở thành đối tác của Immutable X, hệ sinh thái hàng đầu về các dự án NFT game, và dự án Acelan đã có chính thức có mặt trên hệ sinh thái Immutable X. Cũng từ khi có thông tin này, số lượng người truy cập để chơi thử game của Fabel luôn đạt top 1 thịnh hành về đối tác. Ngoài việc vừa trở thành đối tác với Immutable X ra thì Fabel còn là đối tác với rất nhiều những studio game quỹ đầu tư lớn khác. Anh em có thể thấy một vài cái tên tiêu biểu như Moonwell, Chainlink Lab và đặc biệt là Panther Capital. Đối với những anh em đang sử dụng iPhone hệ điều hành iOS, có thể chuyển qua PC chơi vẫn không hề bị giật hoặc lag. Bây giờ mình sẽ test thử game trên PC cho anh em xem.